khoang ghế ngồi của con xe Calibre anh em ạ. Vừa mình đùa thôi anh em ạ. Con xe này là từ khi mà mình mua ít cổ phần của quán bữa hải sản của anh Quyết trong Ocean Park thì anh Quyết giao cho mình cái xe này để chuyên đưa đón học viên. Thì vừa mình mới chém gió là xe của mình nhưng không phải anh em ạ. Nhưng mà của anh cũng là của em mà, cho nên là hay mượn đi đón học viên. Cho mọi người xem nhá, để mình đây mà camera cho anh xem ạ. Mình thì là người cực kỳ thích những cái xe mà nó dạng thoáng mát như này anh em ạ, độ trần sao này, có tivi luôn. Thì với những cái khoang xe như to như này, với công việc của như mình với anh Quyết thì là hay làm về máy tính, thì xe là thiết kế riêng cái chỗ làm việc. Đây mọi người xem tự động này. Đây là... thì lập tức sẽ có một cái bàn tự động trôi ra và đây là con chuột để anh em mình có thể dùng máy tính chạy quảng cáo hay là làm những công việc liên quan tới công nghệ nhiều hơn. Bên lại anh có này, mọi người xem hai bên đều có. Đấy. Rất là đơn giản sử dụng tự động. Mình thì là người đam mê công nghệ cho nên là rất là thích những thứ liên quan tới tự động. Và đúng rồi, mà mình hay ngồi nhiều mà, ngồi nhiều thì hay bị buồn ngủ với bị đau lưng, thì cái xe này lại thiết kế riêng cái chỗ để trị vấn đề đấy. Đây sẽ bấm tự động cho mọi người xem nhá. Đấy. Sau khi bấm vào nút này thì sẽ hiện lên những cái thứ để khiến cho mình thoải mái anh em ạ. Như là điều chỉnh ghế này, điều chỉnh thông gió này, điều chỉnh lên xuống, điều chỉnh sưởi ấm, điều chỉnh gác chân, điều chỉnh massage, chỉnh gối đầu, chỉnh ánh sáng, chế độ tất cả mọi thứ luôn. Ví dụ cái ghế này bấm này, nó có thể ngả ra này mọi người đấy, ngả phát nào thì làm ngủ luôn. Ô anh làm này còn ngủ luôn đúng không anh? Rộng này ngủ luôn đấy, thiết kế mà là coi như là làm ngủ luôn mọi người ạ. Đấy, con xe này đúng là đẳng cấp cho những người mà thích thoáng mát thoải mái, hay là đi hay phải đi xa này, hay là muốn kiểu như là lên xe cũng như ở nhà ấy. Đấy. Rồi có chỗ làm nghỉ, có chỗ để ngồi làm việc các thứ luôn, thì nó coi như ở nhà rồi, coi như là mình vừa có thể đi ra ngoài vừa ở nhà được. Đùa thôi mọi người ạ, mình bảo mình đón đường xe đón học viên nhưng mà hôm nay mình đón vợ mình đi chơi. Nhưng vừa mới dạy học viên xong mà, nhưng cũng mà học viên nào mà cần mình đèo thì mình cũng đèo đi. Ok mọi người, và đây là đến chuyên mục chính ngày hôm nay. Mọi người nhìn thấy chữ bắt giới không? Chữ bắt giới tại Việt Nam. Thì hôm nay là ngày khai trương khu phố Lan Quế Phường ở Ocean Park 2 Hưng Yên, thế là gần khu mình sống. Khu này thì cực kỳ đẹp, nhìn như Hồng Kông đó mọi người. Bạn nào mà ở gần đây thì có thể đến tham quan, khu này rất là đẹp, rất nhiều khách du lịch ở đây. Nó sẽ đông vào ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Tại đây, trong khu Lan Quế Phường này, khu phố mới này thì từ ẩm thực tới giải trí đều mang màu sắc của Hồng Kông, giống Lan Quế Phường. Mình chắc là cũng khá nhiều bạn nam biết tới Lan Quế Phường ở bên Hồng Kông. Và bây giờ chuẩn bị đến chuyên mục chính ngày hôm nay. Quẩy thôi anh em nhá.